Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày mai 15 tháng 5, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 12 bị cáo trong đại án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á. Ông Long và ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Xuân Thăng, Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương đều là cựu ủy viên Trung ương Đảng bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hàng chục tỷ đồng từ nhóm lãnh đạo công ty Việt Á. Tuy nhiên ông Ngọc Anh, ông Thăng không kháng cáo. Trước đó, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, phạt ông Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ, Phan Quốc Việt 29 năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, cục quản lý dược Bộ Y tế lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Minh Tuấn cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 8 năm tù, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 7 năm tù, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC tỉnh Hải Dương 13 năm tù. Hơn 20 người còn lại bị tuyên mức án từ 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt, Nguyễn Nam Liên, Phạm Duy Tuyến kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt, ba người kháng cáo xin hưởng án treo là Ngụy Thị Hậu, cựu phó phòng tài chính kế toán CDC tỉnh Bắc Giang, Trần Thị Hồng nhân viên Việt Á, Lê Hồng Xuyên cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương, riêng cựu phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp kháng cáo xin đánh giá lại tội danh. Ngoài ra, công ty Việt Á kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán ký xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không liên quan vụ án. Doanh nghiệp này cũng yêu cầu các tổ chức mua ký xét nghiệm mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho doanh nghiệp theo như hợp đồng đã ký kết đề nghị hủy bỏ các biện pháp phong tỏa và hạn chế giao dịch với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Trong khi đó, mẹ và vợ của Phan Quốc Việt cùng kháng cáo đề nghị hủy bỏ kê biên phong tỏa 54 sổ tiết kiệm, tổng cộng 432 tỷ đồng đứng tên họ. Các sổ tiết kiệm này bị cấp sơ thẩm đánh giá đều là tài sản có được từ việc bán kit test xét nghiệm của Việt Á, tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo thi hành án. Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhiều doanh nghiệp nộp hàng ngàn tỷ đồng về cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong toàn bộ vụ án. Khi các doanh nghiệp nộp đủ số tiền vào tài khoản của cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thì mới giải tỏa kê biên, chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với hàng loạt bất động sản, dự án khủng ở nhiều tỉnh, thành phố. Điển hình, phía công ty Phương Trang hoàn trả lại 1.200 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Khi công ty Phương Trang nộp đủ số tiền trên thì được nhận lại toàn bộ số cổ phần của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hy. Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với cổ phần của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu ba dự án liên quan đến công ty này làm chủ đầu tư. Hủy bỏ việc thế chấp liên quan đến dự án Golden Gate cũng như việc thế chấp cổ phần của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng này phải giao lại giấy tờ liên quan đến quyền tài sản phát sinh từ giá trị khai thác dự án khu thương mại và nhà ở cao tầng Golden Gate và cổ phần của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Hiếu, 970.200 cổ phần đang được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cho phía công ty Phương Trang để tiếp tục thực hiện các dự án trên. Tương tự, công ty cổ phần Sơn Long Thọ nộp số tiền 1275 tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Khi công ty nộp đủ số tiền trên vào tài khoản của cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 241, tờ bản đồ số 3, diện tích 197.262 m2 tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 10 tháng 2 năm 2014 cho công ty trách nhiệm hữu hạn lương cát Caric đang bị kê biên theo lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với 5 dự án liên quan, công ty cổ phần Sơn Long Thọ được tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng các pháp nhân cùng 5 dự án liên quan nêu trên theo quy định. Công ty cổ phần địa ốc Hoàn Hảo nộp lại số tiền 1 1453,4 tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Khi công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo nộp xong toàn bộ số tiền, thì phía bị cáo Lan phải giao lại toàn bộ số cổ phần tại công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo cho công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo. Chấm dứt ngăn chặn giao dịch, tạm dừng giao dịch đối với khu đất 235B Nguyễn Văn Cử để công ty hoàn hảo tiếp tục thực hiện dự án. Theo báo Thanh tra, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1993, nơi cư trú số 18 Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chức vụ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Kim Trang TH, địa chỉ trụ sở công ty, tổ dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lý do tạm hoãn xuất cảnh, ông Nguyễn Văn Yên là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Kim Trang TH, người nộp thuế, mã số thuế là 2803022928, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước trường hợp thứ hai cục thuế tỉnh thanh hóa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông nguyễn xuân hải nơi cư trú ở thôn phượng lai xã yên phong huyện yên định tỉnh thanh hóa chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản city home Địa chỉ trụ sở công ty Khu tái định cư Hải Yến, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lý do tạm hoãn xuất cảnh, ông Nguyễn Xuân Hải là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản City Home, người nộp thuế, mã số thuế 28030116071 là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước những ngày qua thế giới cũng như việt nam chịu ảnh hưởng của bão mặt trời hay còn gọi là bão từ mạnh nhất trong hai thập kỷ bão từ tấn công trái đất đã tạo ra những màn trình diễn ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi dự kiến bão kéo dài đến cuối tuần bão từ tác động đến tàu vũ trụ lưới điện sinh vật trên trái đất con người cũng có thể cảm nhận rõ tác động của hiện tượng này theo phó giáo sư tiến sĩ hà duyên châu nguyên viện trưởng viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam bão từ là sự kiện biến thiên mạnh của từ trường trái đất khi mặt trời hoạt động mạnh trên bề mặt mặt trời xuất hiện những vệt vết đen từ các vết đen này xảy ra các vụ bùng nổ sắc cầu mặt trời phóng vào vũ trụ sinh ra các chùm plasma gọi là chùm sắc cầu plasma mặt trời chúng bao gồm những phần tử trung hòa về điện sẽ tác động đến trái đất bao trùm toàn bộ trái đất và làm xáo trộn hệ thống từ trường gọi là bão nhưng nó tồn tại vô hình, mắt thường không thể nhận biết và chỉ gây ra những tác động cụ thể. Ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024, một trận bão từ cực lớn đã xảy ra trên trái đất, được các nhà khoa học đánh giá là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Trận bão từ này có cấp độ 5, G5, cấp độ mạnh nhất trong thang bão từ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Hoạt động của mặt trời thay đổi theo chu kỳ 11 năm, lần hoạt động mặt trời cực đại gần đây nhất là vào năm 2014. Như vậy, Hoạt động của mặt trời đang mạnh dần lên, để đến năm 2025 sẽ đạt đến độ hoạt động cực đại trong chu trình 11 năm của mình. Khi hoạt động mặt trời mạnh lên, tần suất và cường độ của bão từ cũng tăng lên. Như vậy, trong năm 2024, 2025 sẽ xuất hiện những trận bão từ mạnh hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Duyên Châu cho biết, cường độ bão từ được đánh giá theo 5 cấp. Cấp G5 cho những trận bão từ cực mạnh, G4 cho các trận bão từ rất mạnh, G3 cho các trận bão từ mạnh G2 cho các trận bão từ trung bình và G1 cho các trận bão từ nhỏ. Chỉ có những bão từ cấp rất mạnh G4 và cực mạnh G5 là có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới Việt Nam. Bão từ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người vì nó tác động mạnh vào hệ thần kinh và tim mạch. Các nhà khoa học đã xác định khi bão từ xảy ra, tần số nhịp tim và huyết áp tăng lên rõ rệt, nhất là đối với những người cao tuổi. Các số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tử vong nhất là đối với những người mắc bệnh tim mạch và thần kinh tăng lên trong thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh. Các nhà khoa học cũng đánh giá trong thời kỳ này, bạch cầu trong máu của tất cả các động vật bị giảm đi và có sự liên quan của nhiều bệnh dịch với chu kỳ hoạt động mạnh của bão từ như dịch tả, dịch hạch, cúm, thương hàn, viêm màng não. Tuy nhiên, bão từ không gây ảnh hưởng với người bình thường. Bão từ chỉ tác động trực tiếp đến người mắc bệnh thần kinh, tim mạch hoặc người mẫn cảm với từ tính ảnh hưởng của bão thường gây ra mệt mỏi, buồn chồn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Theo phó giáo sư tiến sĩ Hà Duyên Châu, tại nhiều nước trên thế giới, trong những ngày có bão từ, bệnh nhân mẫn cảm với từ trường, nhất là các bệnh nhân về tim mạch, thần kinh, được đưa vào các nhà chống từ, lồng Faraday, nhằm ngăn chặn tác động của bão từ. Ở Việt Nam, hiện chưa có điều kiện xây dựng những nhà chống từ như vậy, vì thế cần có sự theo dõi, chăm sóc thường xuyên hơn. Đối với các hệ thống truyền tải điện lớn, để đề phòng sự cố bão từ nhiều nước cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể như đặt các chỉ số mới cho hệ thống bảo vệ hệ thống rơ le thông báo các dự báo bão từ theo dõi sự bất đối xứng của điện thế ac giảm công suất vận hành khi nhận được dự báo có bão tử